Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến. Tại thị trường Việt Nam, Lexus RX luôn là mẫu xe sang nhận được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng khi muốn sở hữu một mẫu SUV đa dụng sang trọng, tiện nghi và phù hợp với nhiều địa hình. Đây cũng luôn là dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu xe sang đến từ Nhật Bản tại Việt Nam. Phiên bản nâng cấp của Lexus RX được chính thức giới thiệu tại Việt Nam trong khuôn khổ Việt Nam Auto Show 2019 diễn ra vào cuối tháng 10 năm 2019. Lexus giới thiệu đến 4 phiên bản khác nhau bao gồm RX300, RX350, RX350L và RX450H. Trong số 4 phiên bản trên, người tiêu dùng tại Việt Nam thường quen thuộc với RX350 bởi đây chính là phiên bản RX đang lăn bánh nhiều nhất tại Việt Nam. Về thiết kế, ngoại thất của RX350 vẫn duy trì vẻ mạnh mẽ và thể thao, trong khi đường gân dọc hông xe sẽ được tái thiết kế mang đến cho RX một vẻ ngoài mượt mà và thống nhất hơn, nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế mới của Lexus. Mâm xe của RX350 với thiết kế cá tính, trẻ trung, mang lại vẻ thanh lịch và quyến rũ trong từng chuyển động. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Lexus RX350 sản xuất năm 2020. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, với ngoại thất là màu trắng, nội thất màu nâu da bò, rất đẹp và sang trọng. Chiếc xe đã lăn bánh được 18.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.